Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin hôm nay. Các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chiếc chuông bên cạnh để đón nhận những thông tin thú vị và mới nhất từ kênh của chúng tôi các bạn nhé. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với phần tin chi tiết trong bản tin của ngày hôm nay. Dương Tử trả lời ra sao khi được hỏi Trương Nghệ Hưng có phải là hình mẫu lý tưởng của mình? Câu trả lời này của Dương Tử sẽ thể hiện rõ nhất thái độ suy nghĩ của cô đối với Trương Nghệ Hưng. Rất nhiều dân mạng dựa vào lời nói này của Dương Tử để phỏng đoán tin đồn hẹn hò giữa cả hai là thật hay là giả. Thời gian gần đây trên mạng liên tục lan truyền tin đồn cho biết Dương Tử và Trương Nghệ Hưng thật sự là một đôi đang yêu nhau. Cả hai cũng có động thái đáp trả tin đồn bằng việc trêu chọc nhau, trực tiếp nhắc về chuyện hẹn hò mà mọi người bàn tán trước mặt đối phương. Dương Tử trở thành khách mời trong show Hướng Về Cuộc Sống, cô nàng thẳng thắn đề cập đến tin đồn khi thấy áo ngủ của mình và đàn anh là đồ đôi. Còn Trương Nghệ Hưng thì lại trêu ghẹo gọi Dương Tử là bạn gái tin đồn. Hành động giữa họ như một lời khẳng định cả hai chỉ là bạn bè đồng nghiệp của nhau. Tuy nhiên vẫn có chi tiết rất đáng ngờ cho thấy việc cả hai phủ nhận chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi. Đáng lưu ý là đồ đôi mà Dương Tử và Trương Nghệ Hưng trùng hợp mặc giống nhau thì chỉ có mỗi hai người mua trên app mua sắm. Số lượng này quả thật khiến nhiều người giật mình, làm gì có chuyện ngẫu nhiên đến mức như thế. Ngoài ra cũng trong chương trình Hướng Về Cuộc Sống, Trương Tử Phong trò chuyện phím cùng Dương Tử bèn hỏi đàn chị rằng anh Trương Nghệ Hưng có thuộc hình mẫu lý tưởng của chị không? Không hề tỏ ra né tránh, Dương Tử liền trả lời vô thẳng vấn đề. Tính cách và mọi khía cạnh của Trương Nghệ Hưng đều rất ưu tú. Câu trả lời của nàng Tiểu Hoa cho thấy cô có ấn tượng rất tốt với Trương Nghệ Hưng và nam minh tinh hoàn toàn đáp ứng được hình mẫu lý tưởng trong lòng cô nàng. Với động thái này của Dương Tử càng khiến tin đồn hẹn hò giữa cô và Trương Nghệ Hưng được dịp bùng nổ. Thậm chí có rất nhiều dân mạng gán ghép cả hai thành một cặp vị đổ đẹp đôi, tài sắc vẹn toàn của họ.